nay Thúy sẽ xin chia sẻ cho các bạn cái cách muối dưa giòn ngon theo công thức của gia đình nhà Thúy. Cái miếng dưa rất là giòn đó các bạn, và độ chua vừa phải, ngon lắm các bạn. Thúy xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi cái cách làm của gia đình Thúy nhé. Hôm nay thì Thúy sẽ muối 2 kg dưa cải. Đây là cải sậy Thúy đã phơi và rửa sạch rồi nè các bạn. Thúy cắt nhỏ như thế này. Nếu như mà các bạn thích to thì các bạn cắt lớn hơn. Còn đây là nguyên liệu mà Thúy chuẩn bị cho 2 kg dưa nè. Đây là muối muối hột. Thúy sử dụng là 4 thìa canh muối hột. Đây là 6 cái muỗng canh này nè các bạn. Cái muỗng này 6 muỗng canh đường. Thúy dùng đường cát vàng để cho cái dưa cải của mình nó được vàng đó các bạn. Đây là 2 muỗng canh đường phèn. Thúy sử dụng đường phèn để cho cái cải của mình nó có cái vị ngọt thanh và cải của mình nó giòn hơn á các bạn. Còn đây là một ít hành lá với lại một ít ớt. Để muối 2 kg dưa cải thì Thúy sẽ sử dụng là 3 lít nước. Cái bình này thì chỉ đựng được 1 lít nước thôi các bạn. Chút xíu nữa thì Thúy sẽ thêm 2 lít nữa. Bây giờ Thúy sẽ bắt tay vào làm nha các bạn. Thúy sẽ cho vào đây là 3 lít nước. Tiếp theo thì Thúy sẽ cho muối vào. Mình sẽ sử dụng muối hột hoặc là muối bọt chứ không có sử dụng muối iốt nha các bạn. Đây là đường phèn. Thúy sẽ cho đường cát vàng vào luôn. Rồi mình sẽ nấu cho hỗn hợp này nó sôi lên. Nấu cho nó sôi già lên nha các bạn, cho nó tan đường ra và nó sôi thật sôi. Đường và muối đã hòa tan rồi nè các bạn, và nó cũng đã sôi già rồi. Bây giờ Thúy sẽ tắt bếp. Thúy sẽ đợi cho cái hỗn hợp này nó nguội hẳn rồi thì Thúy mới cho vào cải nha các bạn. Thì Thúy sẽ sử dụng cái hũ nhựa để muối dưa. Các bạn có thể sử dụng bằng hũ sành hoặc là hũ thủy tinh đó các bạn. Nó sẽ hay hơn. Nhà mình không có cái hũ thủy tinh thì mình sẽ sử dụng hũ nhựa. Hũ này thì Thúy đã sử dụng để muối dưa nhiều lần rồi nè các bạn. Cái hũ thì các bạn sẽ rửa sạch và phơi khô nha các bạn. Đừng có để ướt. Thì Thúy sẽ cho cải vào. Cứ một lớp cải thì sẽ cho một lớp hành. Hành tím củ to thì cắt ra các bạn. Còn củ nhỏ thì Thúy sẽ không cắt. Cái hũ này mình có thể muối 3 kg luôn các bạn. Rồi sau đó Thúy sẽ bỏ ớt vào. Tiếp theo thì Thúy sẽ cho nước đường vào. Hỗn hợp đường muối mà Thúy nấu á đã để nguội rồi nè các bạn. Rồi Thúy sẽ cho hỗn hợp đường muối vào. Mình sẽ cho ngập mặt cải nha các bạn. Rồi bây giờ Thúy sẽ tìm một cái gì đó để mà ấn nó xuống để cho cải nó được thấm nước ở phía dưới nè các bạn. Thúy sẽ sử dụng lá chuối để mà nhấn nó xuống. Đây các bạn. Lá chuối trong vườn nhà Thúy rất là nhiều. Sau đó Thúy sẽ dùng 2 cái chén nặng nặng để đè nó xuống. Thúy sẽ dùng nắp đậy lại và trong vài ngày thì mình sẽ có dưa ăn. Rất là đơn giản dễ làm phải không các bạn?
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi nè các bạn. Thúy sẽ kiểm tra hũ dưa của Thúy. Nó dậy mùi rất là thơm luôn á các bạn. Mùi này là ăn được rồi. Lấy cái chén ra. Dưa rất là giòn luôn. Giòn lắm các bạn. Chua vừa ăn. Nó chua vừa ăn rất là ngon luôn á các bạn. Thúy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy. Nếu như mà các bạn thích video của Thúy á, thì hãy nhấn vào nút like và một nút đăng ký. Ở bên cạnh có cái chuông á, các bạn bấm vào cái chuông nữa để khi mà Thúy ra những video mới á, thì nó sẽ báo cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.